chào tất cả các bạn nha, mình là Sâu nè. Thì các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình có mấy đứa em của mình nó đi lại đây chơi nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ làm một cái món gì đó mà cho các em này nó rất là thích luôn các bạn, để mình sẵn mình đãi cho mấy đứa nhỏ. Trời ơi, con mẹ em bé ba đứng lên cái giò mình nữa rồi đó đó. Ba đứng ba muốn ẩm nè các bạn ơi. Ở phía xa xa là mẹ mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình làm một cái món rất là đặc biệt luôn. Đây. Mình đã chuẩn bị trong đây nguyên một cái nồi luôn nha các bạn ơi. Mày làm cái gì vậy hả Bim Bim? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Làm gì vậy tự nhiên? Bước xuống. Trời ơi, bước xuống. Cái con này, ta nói bữa nay nó nhõng nhẽo các bạn ơi. Hôm nay các bạn này, mấy em nhỏ này đi xuống lên đây đặng hâm em hâm con mắm Bim Bim thúi nữa các bạn. Thế mà nó lại có fan hơn mình nữa đó các bạn. Ngay thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm. Đây là cái loại mì mới luôn các bạn. Đây là mì Hoành Thánh nha. Ý trời ơi, cái con Bim Bim. Đây là cái loại mì Hoành Thánh các bạn. Thì đây là nguyên một bịch xúc xích của mình. Ở đây là nguyên một chai tương ớt siêu cay của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm một mâm mì trộn tương ớt siêu cay cùng với lại xúc xích luôn các bạn, để mình thử review cái loại mì này, là loại mì mới ra luôn các bạn. Này là mì của Việt Nam nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi. Trời ơi, ta nói mới đi giới thiệu xong bả đi ra đó bả ngựa rồi kìa. Nó chị muốn rửa chén hay gì vậy? Nó đi ra đây nó muốn rửa chén. Trời ơi, chị ăn xong vậy đó, chị ăn xong chị bỏ ra đây vậy nè. Nó bây giờ mình sẽ đổ nó ra, mình sẽ rửa đây các bạn. Anh thanh niên này anh cắn nó không chịu, không được mình cưng cái ảnh cắn các bạn ơi. Ảnh chơi ảnh quýnh lộn kìa. Ê đi, chị đi xích ra tôi không chơi chị đâu kìa các bạn ơi. Nó cắn mình không được, nó đi lại mẹ mình, nó cắn mẹ mình kìa các bạn ơi. Giờ này nó đi điên rồi. Và ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ rửa xà lách nha các bạn. Để rửa xà lách một hồi mình sẽ trang trí với chiếm lại mì của mình nha. Và ok các bạn ơi, thì mình đã rửa xong cái cải với lại xúc xích của mình nha. Đó, trong một thời sau một thời gian chị ấy chỉ phá, chị quýnh lộn với người ta, thì bây giờ chị đã bị đó đứng lên ghế. Chị ấy đã bị bắt đứng lên ghế rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ chị ấy đứng yên một cách nghiêm túc, đáng hồi có thể giả vờ ngu ngơ, đáng hồi được thả đi xuống nữa các bạn. Đó, giờ bị phạt đứng trên ghế rồi, hung dữ cho cái tội hung dữ nè, bị phạt các bạn ơi. Đó, đang bị phạt, đang đứng ở đây ngóng trông coi bao giờ được xuống đây. Đó, một hồi tôi sẽ cho mình xuống ở đây luôn. Đó, cho cái tội hung dữ nè, hung dữ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nhúng lửa lên nè. Ok các bạn ơi, giờ lửa mình đã có rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho cái chén lên. Ây da, nóng. Và bây giờ mình sẽ đổ nước vào, đang chuẩn bị luộc mì nha các bạn. Ai thèm chơi với mày? Uống nước không? Uống đi. Uống đi rồi xong rồi đứng bị phạt tiếp nha. Nè. Nè, uống đi. Uống xong là tiếp tục bị phạt nha. Rồi đứng đó nha. Nghe không? Nghe tin này cái hết muốn uống luôn rồi. Uống lẹ lên. Giận luôn rồi, cho mày đứng đó luôn đi. Và ok các bạn ơi, giờ nước của mình sôi, giờ mình sẽ xém mình bỏ vô một chụm đó nha. Ngay hồi nãy giờ mình gỡ hết ba gói rồi, mình nói là trong đây là mì Hoành Thánh, là tại sao mình mở ngoài mà không có cái miếng Hoành Thánh nào hết các bạn ơi. Đây mình sẽ lục coi tại sao lại không có miếng Hoành Thánh. Ông nội mẹ ơi, đây miếng Hoành Thánh gì mà có chút xíu vậy. Đây là cái hình đây nè, đây là cái hình nha bạn, còn thực tế là đây đó. Ta nói thất vọng tràn trề. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bỏ mì mình vô nha. Đây mình sẽ bỏ mì vào đây mình trộn nha các bạn. Đây là miếng Hoành Thánh bét tí tèo. Okay, các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Coi mì của mình nó nở thì mình sẽ vớt ra liền nha. Và ok các bạn ơi, thì bây giờ mì của mình đã chín rồi đây. Giờ mình sẽ vớt ra nha. Chị câm cái mồm chị lại. Ok các bạn ơi, thì xúc xích như thế này thì giờ mình sẽ lấy cái dao mình cắt như thế này ra nha các bạn, để mình hồi mình chiên cho nó thật là dễ nha. Sẽ cắt xúc xích như thế này nha các bạn. Hồi mình chiên thì nó sẽ bung ra thì rất là đẹp luôn, và nó sẽ không có bị nổ nha các bạn.
Và ok các bạn ơi, thì mình sẽ sử dụng cái chảo hồi sớm mình luộc mì. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ cho dầu vào ăn vào nha các bạn, để mình sẽ chiên xúc xích. Ok các bạn ơi, sau khi dầu của mình đã sôi, giờ mình sẽ cho xúc xích vào nha. Và ok các bạn ơi, thì bây giờ xúc xích của mình đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ vớt ra nào. Đây, nó bung như thế này nè các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Và ok các bạn ơi, giờ mình sẽ sử dụng cái chảo này để mình chiên trứng nha. Giờ mình sẽ biểu diễn chiên trứng nha. Ui giời ơi, tại sao lại có một cái trứng nó dễ bể vậy? Không thành công rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ đập từng trứng luôn nha. Và ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ sắp lá cải ra nha, để hồi mình sẽ trang trí nha các bạn. Và ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã trang trí rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần mì mình vào đây, để mình sẽ trộn tương ớt nha các bạn. Đổ vào nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xịt tương ớt vào để mình sẽ trộn nước sốt tương ớt của mình lên nha. Mình sẽ xịt tương ớt đầy luôn các bạn, rồi mình sẽ trộn lên nha. Trộn lên nha. Do là ngày hôm nay có rất là nhiều em nhỏ luôn, cho nên là mình không có dám trộn tương ớt thật là nhiều các bạn. Giờ mình sẽ trộn sơ sơ thôi, cho có mùi thôi nha các bạn, cho có màu sắc thôi. Do là mấy em này ăn cay rất là dở luôn, và có em đã ăn không được luôn các bạn, cho nên mình sẽ trộn như thế này nha. Thì bây giờ mình sẽ để cái phần trứng của mình lên nha. Đây là bốn cái trứng nha bạn. Than 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 than. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ bỏ cái phần xúc xích của mình lên nha các bạn. Này mình sẽ chảy đều luôn. 5 cây nha các bạn. Đó, sẽ để đây. Và ok các bạn ơi, ê, trời ơi, chưa cái gì hết là cái con này tôi muốn cho bể mỏ. Bởi vì hồi nãy không phạt là mới lạ đó các bạn, phạt là vừa cái tội chị rồi. À, đây là cái mâm mà mì trộn tương ớt siêu cay của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Tuy là ngày hôm nay không được cay theo ý muốn như của mình, nhưng mà mình làm cho mấy em nhỏ, chủ yếu là đãi cho mấy em nhỏ mình nha các bạn. Giờ này là mình cho mấy em nhỏ, mấy đứa nhỏ ra chơi chơi các bạn ơi. Hồi mình sẽ kêu mấy em nhỏ mình vô nha. Đây bây giờ mình sẽ review thôi cho các bạn biết cái hương vị của cái mì hoành thánh trộn tương ớt siêu cay này như thế nào các bạn. Đây, xin mời các bạn một miếng nha. Đã quá bạn ơi. Cay. Chưa gì hết đã thấy cay bạn ơi. Đây, xin mời các bạn nha. Mình sẽ tiếp tục mình ăn một cái cây xúc xích như thế này nha. Xin mời các bạn nha. Ngon các bạn ơi. Xúc xích thì rất là dai nha. Đây các bạn ơi, đây là miếng hoành thánh nè các bạn. Miếng hoành thánh gì mà không có thịt dưới chân. Đây xin mời các bạn luôn nha. Kiểu giống như là bột vậy các bạn ơi. Đây giờ mình sẽ cho Bim Bim một miếng nha. Nè Bim Bim. Nè. Đền bù thiệt hại cho chị đó. Đó chị ăn mì kìa, trời đất ơi, chị ăn rớt với cái quần mình luôn. Nè. Chị ăn đi. Thấy sao, hấp dẫn không? Thấy như thế nào? Chị hãy nêu cái cảm nhận của chị khi được ăn mì siêu cay của tôi làm đi. Nói sau một thời gian bị phạt. Đó chị ăn mì thấy thương không? Trời đất ơi, chị ăn mì coi kìa. Ta nói nè. Ăn đi. Đó, đã không? Đã không? Cay cay không? Đó, bà ăn mì coi thấy thương không? Đó, cái này là mình không cho nó ăn trứng được nha các bạn. Mình chỉ có thể cho nó ăn mì thôi. Trời đất ơi, chị ăn muốn mắc cổ à. Đó, đó. Hôm nay mình chơi dơn bữa các bạn. Đó, nè. Ở cái miếng này hơi nhiều ớt các bạn, mình bỏ ra nha. Nè, Bim Bim, mì nè. Rồi, ngán nữa các bạn ơi. Cay cay rồi đó, cay cay rồi đó. Nó dai. Để mình sẽ ăn một miếng mì nha các bạn. Đây, xin mời các bạn nha.
Mì thì nó hơi cay cay các bạn, do là tương ớt á, rất là đậm đà luôn nha. Giờ mình sẽ ăn một miếng trứng nha. Đây, đây là bốn người bốn cái trứng các bạn. Giờ mình sẽ chẻ ra nha. Cái này là của mình nha các bạn. Ý. Đây, đây xin mời các bạn nha. Bim bim, thì ăn hồng vu vơ à. Đây. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình ăn khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ rủ mấy đứa em mình vô ăn chung cho vui nha các bạn. Bim bim. Bạn ơi, thì đây là mấy đứa em của mình, giờ nó đã vô nha bạn. Hôm nay nè, nó đến nhà đặng nó thăm Bim Bim đây nè. Mà gặp ngay Bim Bim nó đang quậy, nó bị phạt đó các bạn ơi. Bữa nay thật là nhục nhã chưa chị chưa? Nhục nhã chưa? Đó, thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ mình sẽ mời mấy đứa em mình thưởng thức nha. Đây là em tên gì vậy? Em giới thiệu vậy nha. Bạn mình là Huy. Đây, còn em tên gì? Con tên Hoàng Anh. Nói chuyện gì nhỏ xíu vậy? Rồi đây, em này tên gì đây? Dạ, chào các bạn. Mình tên là Tuyền. Đó. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mời mấy đứa em mình ăn nha. Đó, mấy đứa em mình nó hơi ngại ngại xíu. Nâng đũa lên nào. Ăn thử tay nghề đi. Cứ ăn thoải mái đi nha. Nè, ăn trứng với ăn xúc xích nè. Đó, này là trứng lòng đào nha các bạn. Đó, đây là trứng lòng đào. Các em nhỏ ăn một cảm giác rất là êm đềm các bạn ơi. Nói chung là lần nào mình quay cho người khác á, người khác cũng im lặng và mình nói nhiều nhất luôn các bạn, nói nhiều nhất đám luôn á. Đó. Nói chung là ngày hôm nay mình chỉ góp vui thôi nha các bạn, là mấy em nhỏ, chủ yếu là mình làm cho mấy em nhỏ ăn thôi các bạn. Ngày hôm nay mình chỉ để khách Bim Bim thôi đó, nó là nhân vật chính đó các bạn. Các em nhỏ chỉ đi chủ yếu là đến thăm bà Bim Bim thôi. Buồn đó. Alo alo, tôi xin mời anh phát biểu vài lời khi ngày hôm nay có fan đến thăm mộ anh nè. Anh cứ phát biểu đi. Tại sao anh không phát biểu mà anh cứ cắt cái chổi vậy hả? Ôi quên, cái chổi là cái chổi mà quét bếp của mẹ mình đó. Xin hỏi bữa nay anh có cảm giác gì? Anh có cảm giác gì rất là sung sướng đúng không? Anh rất là hạnh phúc đúng không? Đó, anh khỏi nói điều chi luôn đi, để tôi phát biểu thay lời anh luôn đó. Anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn ơi, khi có những fan đến nhà thăm đó. Đây fan nhí thôi nha các bạn. Các bạn ơi, hồi đã giờ thấy mấy đứa em mình nó ăn thế là hấp dẫn quá, bây giờ mình sẽ ăn ké nha các bạn. Em đi nào. Có ngại đâu. Các bạn ơi, thì bây giờ đây là còn đống đống tàn cuộc các bạn hả? Ăn xong hết trơn rồi, bỏ Bim Bim ở đây đi các bạn ơi. Và mình ở đây nè. Đây, bây giờ chắc mình với lại Bim Bim xin kết thúc clip tại đây luôn nha các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình và Bim Bim hay, hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và bây giờ mình với lại Bim Bim xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.